Xin chào các bạn, chào mừng các bạn cùng mình quay trở lại với S Channel. Và ngày hôm nay trên bàn review của mình đang có rất là nhiều những cái đồ vật ở đây. Nổi bật nhất chính là chiếc iPhone 7 Plus phiên bản màu đỏ Product Red, mình đã có bài review vào hôm nọ. Con này đang rất là hot. Và xung quanh em nó đang là rất là nhiều đồ vật, từ chai bia hàng hiệu Budweiser này, từ lon Coca-Cola ốp lưng này, cho tới là thẻ CV member. Và đặc biệt nhất không thể nào không nhắc tới, đó chính là một quả ớt. Đấy. Và ở trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm ra xem rằng gương mặt thân quen nào sẽ có màu sắc giống với iPhone 7 Plus Product Red nhất. Ngay bây giờ chúng ta cùng bắt đầu video nhá. Và trước khi bắt đầu cái bài so sánh ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn một chút về màu sắc đang có trên chiếc iPhone 7 Plus màu đỏ của mình. Thì sau một thời gian dài nghiên cứu thì mình nhận ra rằng là màu sắc trên iPhone 7 Plus Product Red nó sẽ có hai kiểu khác nhau. Nếu như bạn nhìn trực diện đây thì nó sẽ chuyển sang cái tông đỏ hơi nhạt một chút, nó thiên về đỏ cam. Còn những bạn mà dựng máy lên nhìn từ góc này thì thấy là cái chiếc iPhone 7 Plus của mình nó thiên về một cái đỏ, màu đỏ rất là sẫm, nó gọi là đỏ thâm, mình nghĩ là như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng so sánh với ứng cử viên đầu tiên, đó chính là quả ớt chỉ thiên của mình. Đây là chỉ thiên. Thì có vẻ như là quả ớt này mình thấy rằng là nó hơi tươi so với chiếc 7 Plus. Cái ứng cử viên thứ hai đó chính là chiếc ốp lưng Supreme. Đó, ốp lưng này hiệu rất là hit, anh em hay gọi là Supreme, mình gọi là Supreme nghe cho nó lạ miệng. Thì cái chiếc ốp lưng này mình đặt lên rồi, wow, không giống lắm, ốp lưng nó chuyển sang cái tông nó chính là đỏ cam. Ứng cử viên tiếp theo là một ứng cử viên rất quen thuộc, lon Coca-Cola. Coca-Cola là sao? Nhìn cái bóng nhỉ, có lẽ là Coca-Cola sẽ hợp với cái màu bóng hơn là cái màu trên iPhone 7 Plus Product Red của mình. Và đến với ứng cử viên tiếp theo, đây chính là thẻ CGV member. Ồ, không giống tí nào. Cái thẻ này thì màu đỏ nó khá là tươi, nhìn rất là đẹp. Còn màu đỏ khi mình đặt lên iPhone 7 Plus của mình thì cảm thấy nó khác, bị là con 7 Plus nó có chìm đi ấy. Còn tiếp theo đến với ứng cử viên đó chính là một chai bia rất là hit, thương hiệu của Budweiser. Đó, bạn nào mà hay xem bóng đá thì biết thương hiệu này. Nếu như các bạn nhìn được cái phần thông của chai bia này có thể thấy rằng là cái màu sắc nó không chuẩn cho lắm, nhưng chuyển lên trên thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đó, cái phần bên trên này nó được làm nhám hơn. Đó, rất là giống với trên iPhone 7 Plus. Và mình nghĩ rằng là phần thắng cho Budweiser thì có lẽ là ổn đấy, nhưng mà thôi cứ để sau đi, để xem rằng các đối thủ chúng ta còn đối thủ nào mạnh không. Và đây chính là anh bạn cùng cha khác ông nội, đó chính là quả apple hay còn gọi là quả táo. Đó. Ở mặt trước thì hình như là nó hơi chuyển sang cái màu đỏ tươi, cho nên là không trông giống cho lắm. Mặt sau này thì lại ủi thâm quá nhở. Nghĩa là quả táo của mình là táo gì, chắc là táo Mỹ đây. Đây, mặt sau có hẳn thương hiệu Apple thôi. Nhưng mà hình như là anh táo này không phải là mang màu đỏ giống với 7 Plus Product Red rồi. Và nhân vật cuối cùng sẽ xuất hiện ở cuộc thi gương mặt thân quen của chúng ta, đó chính là một cái mình đang quân gác. Trời ơi, đẳng cấp chưa? Và đây mới chính là thứ mà mình cần. Khi màu sắc ở trên cái thỏi, cái mình răng của mình nó rất là giống với iPhone 7 Plus, nó có cái tông nó là hơi đỏ thâm một chút, nó rất là chuẩn. Đó, các bạn thấy không? Phải nói rằng nãy giờ mình tìm mãi được thứ giống màu như vậy, và đó chính là một khoảng kem đánh răng mang thương hiệu của Colgate. Nó rất là chuẩn. Nhưng như đặt cạnh iPhone 7 Plus cùng với thỏi kem đánh răng Colgate và chai bia Budweiser thì mình vẫn cho thỏi kem đánh răng Colgate một chiến thắng, vì là cái mức độ giống của nó là nhiều hơn so với lon bia Budweiser của mình. Và cuộc thi gương mặt thân quen của chúng ta đã kết thúc với ứng cử viên chiến thắng, đó chính là thỏi kem đánh răng Colgate. Và qua video ngày hôm nay là một bài so sánh vui của mình về chiếc iPhone 7 Plus màu đỏ này. Có thể thấy là với màu đỏ trên 7 Plus phiên bản màu Product Red này của mình thì Apple đã làm một thứ mà người dùng rất là cần, đó chính là một chiếc smartphone với một màu sắc thực sự là nổi bật, đặc biệt khi mà 7 Plus màu Jet Black và Matte Black hiện nay nó cũng đã khá là phổ biến trên thị trường rồi. Và mình tin rằng nếu bạn cần cho mình là một chiếc smartphone nổi bật, hãy chọn iPhone 7 Plus phiên bản màu đỏ. Nhưng tồn tại ở đó vẫn là một số yếu điểm nhất định mà mình nhận xét ở trên mẫu smartphone này. Đó là vì cái phần mặt trước của chiếc 7 Plus này được bê nguyên từ chiếc iPhone 7 Plus phiên bản màu Silver sang, vậy nên nó vẫn không có một cái sự tổng thể là hài hòa nhất. Mình thì mình đã từng hy vọng rằng là phiên bản màu đỏ trên iPhone 7 cũng như là trên iPhone 7 Plus nó sẽ tươi tắn hơn một chút, để cho chúng ta có cảm giác là cái màu sắc này nó thực sự là có sức sống. Nhưng đó cũng chỉ là ý kiến đánh giá của cá nhân mình mà thôi. Vậy mà các bạn, những người đang xem video ngày hôm nay, các bạn nghĩ sao về màu đỏ trên iPhone 7 Plus Product Red? Thì đừng quên để lại ý kiến phần comment video. Tới đây thì video so sánh màu sắc iPhone 7 Plus Product Red đến đây là kết thúc. Và nếu thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của S Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.